Thôi thôi. Dẫn lại, dẫn lại coi. Em xin mà thôi thôi. Dạ, sẽ được đọc lại. Kính thưa quý vị, lễ thành hôn của chú rể anh Tú cùng cô dâu Diệu Di sẽ được diễn ra trong cái phút nữa. Quý khách sẽ vui lòng tiến vào trong khu vực làm lễ và ổn định chỗ ngồi. Quý khách lưu ý không livestream, không sử dụng điện thoại quay chụp trong suốt quá trình làm lễ để hôn lễ được diễn ra trang trọng và suôn sẻ. Xin trân trọng cảm ơn. Ủa, Trấn Thành có là làm MC được mà. Sao mày làm MC vậy? Sao tự nhiên đưa cho cái thằng giọng con vậy? Chú rể, chú rể hút mà. Chào chị, em chào anh. Chào anh chị. Chào anh. Các bạn nghĩ thế nào chị đám cưới Tú Nhi à? Không, mình đang thắc mắc là ở đây MC rất là nhiều không? Cái Quy, Trấn Xền, Trường Giang. Bận quá, bận quá. Tuấn làm MC. Một cái thằng mà đọc chữ không chạy. Ác quá chị ơi. Nói đọc 4 lần nãy giờ đó. Nói 3 câu, đọc đủ 2 câu rồi. Tao nói một câu nhanh thế nào? Nói một câu nhanh thế nào? Sang trọng lên. Ê, mà lát nữa có mời ba mẹ của cho chú rể không? Có luôn. Ăn ké nha, tôi ăn ké. Thì đó. Quan viên, con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong bụng chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho trò chủ yếu mới là đạo con. Đúng rồi. Rồi, hay quá. Quý bà vô đây bằng tiếng Anh cho anh. Ladies and gentlemen, go home. Rồi mà đủ ra nhiều nhà. Anh có thể gửi lời chúc Tú Nhi được không ạ? À? À, anh chúc cho Tú Nhi theo như cái dàn khách mời này thì anh biết chắc chắn một câu một lời rồi em ơi. Em lời chắc rồi em ơi. Tiếng năm lời rồi. Rồi. Mình tiếng luật câu lại lời rồi. Lời rồi em. Rồi. Lắm à. Ok. Mình phải đi tiền. Ủa? Giang chưa có bỏ tiền. Chưa luôn á. Giang chưa bỏ tiền. Trời ơi mày lớn mày chơi vậy kỳ nha. Không phải, tại mình nghĩ là chúng đây làm lễ thôi, còn khi nào mà mình vô cái tiệc ăn á thì mình mới đi tiền chứ. Không, vậy là mày không bị chặn từ đầu ngõ hả? Phải, tại vì phải tùy theo món nữa, nếu đại tôm hùm thì được mạnh mạnh xíu. À, một loại quay như mà còn chặn. Tôm thẻ thì mình chỉ kiếm lại. Ủa, anh xuống từ hồi tối qua luôn hả? Từ hôm qua, mày qua phòng dân. Trời ơi, là nhậu từ hôm qua luôn. Làm được thì anh làm một cái gì đó. Phóng sự về Trấn Thành nha. Sơ hở là sử dụng hình ảnh người ta. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Clip này đương nhiên phải chịu view rồi. Rần 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 rần. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mọi người đâu nhận được gì đâu. Có gì thì anh Thành hết. Đừng quay mặt đi. Ờ, người đâu nói gì đâu. Anh nên làm như vậy để kết nối nghệ sĩ lại với nhau. Quý khách lưu ý, không livestream, không sử dụng điện thoại quay chụp trong suốt quá trình làm lễ để hôn lễ được diễn ra trang trọng và suôn sẻ. Không livestream là cái gì em ơi? Hả? Không livestream là cái gì? Anh nghe rõ ràng không livestream. Ủa, lại lẹo lưỡi tôi rồi. Em đưa giấy ngọc làm MC giùm anh đi. Anh cứ vậy không á. Ủa, đây còn không sai nữa hả? Bây giờ lại đưa như là gọi lại MC chuyện tướng lại cười chết luôn á. Trời ơi, xỉu. Tôi muốn là em ngọc lên làm với tôi. Ừ, em mời lên đàng hoàng coi. Hồi nãy em đang lên trên của em làm công việc chờ. Mọi người không thương Tân rồi. Không thương Tân rồi. Tân ơi qua đây ngồi với tôi nè chú. Ủa đang tốn cái em tay hả? Ai muộn vậy trời. Thêm vé sờ vô làm chi vậy? Ủa là không được anh Thành. Không được hả? Không được gì à? Kiều Minh Tuấn xin trân trọng kính chào quan viên hai họ. Chết rồi, chết rồi em ơi, chết rồi, chết rồi. Đứa nào bỏ dấu vô chi vậy? Đừng chỉ cái căng nữa. Không phải mà bây giờ. Bình tĩnh nha, bình tĩnh. Lại nè. Vô. Kiều Minh Tuấn xin trân trọng kính chào quan viên hai họ. Wow. Chào thầy Diệu nhé.
ơn những tình cảm mà quý khách đã dành cho cặp đôi của chúng ta ngày hôm nay. Với không gian tuyệt vời này, cùng với sự kính yêu quý dường những người yêu thương của hai em đã dành cho những lời nói chân thành và yêu thương để cùng chia sẻ với nhau, tôi tin chắc khoảnh khắc này sẽ là khoảnh khắc không bao giờ quên của hai em cũng như chúng ta ở đây. Cái đó là cần tôi nói đó. Yeah, yeah. Xin mời hai em có đôi lời chia sẻ. Con tính là con khóc đâu. Tại vì con muốn nhìn về ý thì rõ hơn. Tại vì con sợ là con khóc con không nhìn được rõ Nhi, nên là con cố gắng ở trên kia là con nghĩ là mình sẽ không khóc. Và con chỉ muốn nói là em ơi, bên phải em nha, bên phải của em, bên phải của em. Trời ơi, lặp lại nhá, quăng mà còn nhá nữa hả? Đến nhẹ thôi em. Chưa chưa. Chuẩn bị nè. Trời ơi. Bước lên luôn, bước lên luôn. Sam Đức. Em. Anh xin chúc em là ngày hôm nay. Không thì mình phải làm vậy cho nó có một cái gì đó nó hơi lên hơi và mình tạo một cái tình huống trước. Mà như đủ rồi, đám cưới của người ta đi về đi. Đủ rồi. Và bây giờ sẽ có một chụp hình lưu niệm cùng với cô dâu và Diệu Nhi. Cô dâu và Diệu Nhi. Tuấn ơi, hôm nay nhận bao nhiêu tiền để được làm MC? Nói đi. Miễn tiền cưới à? Không, được nhận bao nhiêu tiền để làm MC? Cưới đó. Trời ơi. Nói vậy thôi đó. Ủa hồi nãy? Anh ơi nhớ nha, chúng ta quay những clip này là để quan niệm sao nha. Dạ, ok, ok. Chúng ta đừng có món hôm nay nha. Dạ. Dành Diệu Nhi cho Diệu Nhi với lại anh Tú bóp nha. Chụp hình nha. Rồi. Tôi vậy nó đẹp quá. Anh không thấy đường. Nó tự nhiên quá. Như Tú mặt đẹp quá ha. Như xin bét luôn. Anh mà thiệt á, anh không phải đàn ông là anh dứt anh liền cái Tú. Ủa mà chụp với thằng cọp chưa? Qua đây Tú. Ủa gì kỳ vậy? Nè gì vậy? Anh chụp giùm em chụp cho anh đi. Chụp gì anh? Chụp với Tú nè. Hôm nay chụp trên rồi mà anh chụp hoài vậy? Không, còn chứ là chưa. Em chưa, anh chụp giùm em. Vô nè, đi lại giống nãy. Đi chứ, tôi nói ham ăn hút. Tươi lên nè. Ồ, Lê Giang với Trung Lùn, hợp quá trời. Đẹp quá. Lê Giang, có ngày hôm nay em ơi. Ừ, đó đúng rồi. Ủa, cười sữa mà chị Giang. Làm gì quạo. Đám cưới vui lên. Đúng rồi. Ủa, gì vậy? Hay quá, đúng rồi. Ai tưởng gì vậy? Cái nét giống Ngọc Trinh quá nè. Giơ cái tay trái lên nè, giơ tay trái lên. Gái lên đi cưng. Mấy đứa gái lên đi cưng. Lên. Lên đi hả? Bỉu gái. À quên gái luôn. Em chụp cho. Mấy đứa nhờ nè, em chụp đi. Chụp cho mấy chị em gái đi. Thập xuống rồi chụp vậy nó chữ. Ừ, anh Giang lấy nền trời nữa. Trời ơi, đâu ra mà hai cây sào vậy trời. Lâu kịch đi. Rồi, mọi người nhìn máy này nha. Quá trời. Chụp hình mà không biết tưởng bìa tạp chí không đó. Ok. Không biết tiếp phun. Ok. Ủa chứ có người đồng bào mặc đồ gì cũng có.
xanh. Có người đồng bào dân tộc nào chưa? Mặc đồ ủng hộ vậy? Lo tưởng lai show nó không á. Ủa Ngọc không báo được, không lấy được bó bông hả? Nãy không chụp được bó bông hả?